Vườn trái cây đường ô tô xum xuê cặp kênh chỉ 500 triệu một công tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nhà đất Trừng Ngô xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Bảo Thiện có mặt tại xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu cho quý cô chú và anh chị mình một vườn trái cây cặp với đường ô tô, giá thành rất rẻ anh chị ơi, chỉ có 500 triệu một công thôi. Thì ở đây gia chủ mình bán 2 công, 3 công hoặc là hết diện tích 5 công cho quý cô chú và anh chị lựa chọn luôn ha. Dạ, mảnh vườn của mình rất là đẹp anh chị ơi. Mấy nay thì trời mưa nên thành ra là cây mình phát lên rất là tốt luôn. Có mít nè, có ổi nè, có sầu riêng nữa. Có một số cây cho trái rất là nhiều luôn, rất mê luôn. Anh chị về đây có thể hái trái cây tại vườn chủ tặng cho mình luôn nha. Dạ, thì trước khi giới thiệu chi tiết về mảnh vườn thì xin khái quát một chút về cái tuyến đường cũng như hướng đi của mình cho quý cô chú và anh chị nắm rõ nha. Dạ, thì con đường phía trước mắt với cô chú và anh chị đây là một con đường bê tông rộng tầm khoảng là 3m, đến có một số chỗ là 3,5m nha anh chị. Thì đường này thì có một số anh chị lái xe hơi về đây rất là thoải mái luôn, lái xe 4 chỗ nè, 7 chỗ nè, đó. Và con đường của mình thì mình cặp với lại một con sông thì cũng khá là thoáng mát luôn á anh chị. Đó, anh chị xem ha. Dạ, cũng có số anh chị người ta cất nhà cấp 4 ra ngoài bờ kè rất là mát như thế này luôn ạ. Dạ, thì anh chị xem, con đường này khá là rộng luôn. Dạ, thì từ cái vị trí mà Thiện đang đứng đây ha, là mình có thể di chuyển ra chợ trường học ủy ban của xã Phú Cường mình. Thì chợ đó gọi tên là chợ Bình Thạnh đó anh chị, là chỉ có là tầm 2km thôi nha. Gần hơn chút xíu thì mình có thể là ra đường huyện 65. Thì đường huyện 65 mình ra chỉ có 200m thôi anh chị ơi, xe hơi tới nơi luôn nha. Mình di chuyển ra thành phố Mỹ Tho là 35km và về thành phố Hồ Chí Minh là 83km nhau với cô chú và anh chị. Đó anh chị xem nè, khu vực này thì Thiện thấy là người ta trồng cây cũng khá là tốt, chủ lực đó là cây mít ha. Nên anh chị xem, mít khu vực này là trồng rất là xum xuê luôn. Và ở đó người ta có trồng mà vú sữa nè anh chị nè. Cũng có một số anh chị trồng sầu riêng nữa ha. Dạ, tùy vô cái sở thích của mình. Nhưng mà Thiện thấy khu vực này người ta trồng đa số là mít. Thì mít cho trái là cũng khá là nhanh đó anh chị. Mà nay mít cũng có giá lắm nha. Có một số ở nơi Thiện thấy thu hoạch đến là 50-60 ngàn một ký luôn á anh chị, rất là có giá trị luôn. Dạ, thì bây giờ Thiện xin được giới thiệu chi tiết về cái mảnh vườn của mình cho quý cô chú anh chị nắm rõ. Ở đây thì anh chị có thể thấy là dân cư hiện hữu sống đông rồi ha. Điện nước wifi mình có đầy đủ luôn nè. Và mình cặp đường mình thì có con kênh ra đây, con sông bự rất là mát mẻ luôn. Đó thì miếng đất mình nó là nằm trong đây anh chị nè. Với một số anh chị cô chú mà đã theo dõi kênh Nhà Đất Trừng Ngô này thì Thiện đã từng quay một lần rồi. Thì đây là một mảnh vườn khá là rẻ luôn á anh chị ơi, nhưng mà chưa có cơ duyên. Thì hiện tại thì gia chủ của mình cũng nhờ Thiện quay bán lại giúp cho mình ha. Đó, cái mảnh vườn của mình thì nay nó rất là đẹp. Chủ đã là dọn cỏ sạch sẽ rồi. Và đất của mình là cặp với con kênh thì cũng khá thoáng mát như thế này nữa. Thì anh chị cô chú mình có thể cân nhắc lựa chọn cái mảnh vườn này ha. Dạ, thì cái tuyến đường trước mắt với cô chú và anh chị đây là cũng tuyến đường hiển thị trên sổ, tuyến đường công cộng của nhà nước luôn nha anh chị. Dạ, thì cái tuyến đường này của mình á, cặp luôn với lại là miếng đất của mình. Thì miếng đất của mình hiển thị con đường này. Và con đường này thì chủ có báo với em là trong tương lai thì người ta có khả năng làm ha. Nhưng mà cái tuyến đường sẽ làm sớm hơn là tuyến đường song song với mình nè anh chị. Anh chị có thấy không? Thì cái tuyến đường này anh chị để ý chút xíu là anh chị có thể thấy là những cái trụ điện lớn cũng đã cắm rồi nè. Thì di chuyển chút xíu ra là anh chị thấy ha, cái trụ điện lớn cũng đã cắm rồi. Thì cái tuyến đường này là mình làm thông luôn, thông ra địa bàn của xã Phú Cường luôn. Đó, mấy trụ điện lớn cắm rồi anh chị ha. Đó, khu vực này thì gia chủ của mình cũng lắp sẵn mấy cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Thì ban đêm mình về đây mình cũng rất là yên tâm luôn. Thì khu vực chung quanh là nhà cửa sống rất là đông rồi. Và người ta trồng cái cây thì thấy là cũng rất là tốt luôn á anh chị. Dạ, thì bây giờ Thiện xin được quay chi tiết về cái mảnh vườn của mình để cho quý cô chú anh chị nắm rõ. Đây, mảnh vườn của mình đây anh chị. Anh chị nhìn xem nè, một số cây mít đang phát triển cực kỳ là tốt luôn anh chị ơi. Đó, thì mảnh vườn của mình lúc nãy Thiện có chia sẻ là mình có bán từ 2 công, 3 công hoặc là 5 công nha quý cô chú và anh chị ơi. Thì nếu như anh chị mua với khoảng diện tích bao nhiêu á, thì gia chủ mình sẽ bán bấy nhiêu. Nhưng nếu mình mua hết á, thì mình sẽ được những cái giá ưu đãi tốt nhất á anh chị. Đó, anh chị xem những trái mít của mình nhìn rất là mê luôn ha. Bây giờ Thiện xin được nói hết diện tích của mình trước để cho quý cô chú anh chị nắm rõ. Thì đất của mình được tính từ miếng này nha anh chị, giáp tranh với lại nhà tường ha. Thì mình đổ ngang qua đến cái nhà tòa, nhà chòi đằng kia luôn, cái nhà cấp 4 mini mà gia chủ xây ở đằng đó đó. Đó anh chị nhìn xem nè,
lúc ở đầu đằng kia luôn. Thì mình có mặt tiền hết 5 công của mình á là 53,5 mét nha anh chị. 53,5 mét là diện tích trên sổ ha. Thực tế là mình còn rộng hơn nữa, thì anh chị nhìn thấy là anh chị đủ hiểu được rồi. Nó rộng hơn 53,5 mét nữa. Dạ, thì mình có chiều sâu vào á là 71,5 mét chiều sâu vào đất của mình ha. Thì cái hậu của mình nó bung nở ra anh chị, nó nở ra đến là 80 mét luôn anh chị ơi. Đó, đất nở hậu thì cực kỳ là đẹp luôn ha. Dạ, và hướng của mình là đất mình xoay về hướng chánh bắc nha anh chị, phù hợp cho cô chú anh chị theo hướng đông tứ trạch ha. Dạ, và nếu như mình mua từ 2 đến 3 công á thì anh chị nhìn cái cột ranh đó rất là dễ nhận biết luôn. Ở đây á, là chủ cắt lẻ ra 3 công nè, tính từ mí này ha, đổ ngang qua tới cái cột ở đằng này, có sẵn một cái cột ở đằng kia là 3 công. Thì 3 công á, là chủ cắt ra cho mình với diện tích bề ngang là 27,5, chiều dài vào 71 mét, và phần hậu cũng nở ra 48 mét nha anh chị. Còn 2 công á, là mình tính từ cái cột ranh đó đổ ngang qua mí nhà chòi là 26 mét, thì mình có chiều sâu vào 71, và đất mình cũng nở hậu luôn là 32 mét nha quý cô chú và anh chị. Đó, anh chị nhìn xem cái diện tích trên đất của mình là khá là đẹp luôn, để anh chị có thể là tham khảo với cái mảnh vườn này ha. Thì với tài chính tầm khoảng là 1 tỷ, 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ là mình có thể là sở hữu được cái khoảng diện tích từ 2 công, 3 công đến 5 công nha anh chị. Thì nếu mà anh chị cô chú mà vợ chồng ra riêng, hoặc là mình muốn có một cái mảnh vườn nho nhỏ tầm khoảng là 2 công, thì mình có thể là cân nhắc cái mảnh vườn này, giá rất là mềm luôn. Thì ở đây là hệ thống tưới tiêu, điện nước wifi mình có đầy đủ luôn rồi. Và mít của mình đang trổ trái như thế này nè anh chị. Dạ. Và một cái ưu điểm nữa anh chị kia là đất của mình đó là cặp luôn với con kinh luôn ha. Đó anh chị xem nè, con kinh khá là thoáng mát luôn. Và khi mà anh chị mua cái mảnh vườn này với bất kỳ một cái diện tích nào 2 công, 3 công hoặc 5 công thì gia chủ của mình cũng sẽ tặng một cái đường bê tông rộng tầm khoảng là 4 mét, để xe ô tô du lịch mình đi vào thoải mái hơn nha anh chị. Cái con đường hiện hữu trước mắt mình đây á, thì xe ô tô đã có thể vào đất được rồi nè. Khi trước là Thiện có dẫn một số anh chị cô chú từ Sài Gòn về xem, thì người ta vô sâu túc bên này luôn anh chị. Đó, lái cực kỳ là lụa luôn á anh chị ơi. Dạ, mình sẽ được chủ rất là ưu đãi luôn ha, cho mình một cái đường bê tông rộng 4 mét, thì mình di chuyển rất là thoải mái luôn anh chị ơi. Đó, thì bây giờ Thiện xin được quay khái quát một chút vô cái mảnh vườn của mình anh chị xem ha. Anh chị xem nè, mấy cái ổi của mình đang trổ quả nhìn rất là mê luôn á anh chị. Đó, ổi ha, cây này ổi nè. Bên này trời ơi, cho trái quá đã luôn anh chị ơi. Đó anh chị xem nè. Đó, nhỏ lớn gì cũng đang cho trái hết nha. Khúc này mới đã nè anh chị. Em quay cho anh chị xem xíu nữa, em cũng xin ít lọc của chủ về luôn hen. Quá đã luôn. Đó anh chị nhìn nè, mấy cái ổ nhìn rất là mê luôn. Chút xíu nè anh chị vô là càng bất ngờ hơn nữa, bởi vì là vô trong đó là mít đang phát trái rất là đã luôn. Thì anh chị về đây, anh chị đã có sẵn những loại trái cây có quy lợi như là ổi rồi mít anh chị ha. À, thì lúc nãy Thiện có đề cập đó, mít nhất bây giờ giá đang rất là cao luôn, 50 đến 60 ngàn một ký luôn á anh chị. Đó, mê ghê chua. Mình đi tới đây là cái diện tích 3 công của mình anh chị ha. Còn từ đây mình đổ qua tới nhà tường, tới cái xe của Thiện đang đậu đó là 2 công, thì với bề ngang 26 dài 71. Còn 3 công là 27 dài 71 nha anh chị. Đất mình thì cả hai miếng đều nở hậu rất là đẹp luôn. Thì hiện tại là gia chủ của mình đã tách thửa ra rồi, thì anh chị mua 2 công, 3 công hay là 5 công thì đều có thể là công chứng mong lại liền trong ngày hết. Rất là tiện luôn nha anh chị. Sổ hồng pháp lý là rõ ràng cho mình sẵn luôn rồi. Đây, anh chị xem mít nè. Trời ơi, anh chị có mê không anh chị? Chứ Thiện là rất là mê luôn á nha. Mít này mít Thái rõ ràng luôn nha anh chị ơi. Đó, rất là thơm, có thể thu hoạch được rồi ha. Dạ, đây là sầu riêng của mình nè. Mấy nay mua nhiều nên sầu riêng cũng khá là tốt luôn á anh chị. Anh chị về ngay cái thời điểm này là rất là thích hợp luôn nha. Bởi vì sao? Bởi vì thời điểm này thì giá đang rất là ngộp, nhưng mà thời tiết miền Tây nó mưa nhiều á, khiến cho cây cối rất là xum xuê luôn. Thì mình về là mình vừa mua được với cái giá tốt nhất nè, rồi mình vừa có quy lợi hưởng luôn trên mấy cái cây này nè. Đó, anh chị xem, cây nào cũng có trái trơn luôn nè. Trời ơi, anh chị về xem thử cái mảnh vườn này ha. Anh chị về xem, anh chị cân nhắc, anh chị có thể hái trái cây tại vườn luôn á. Rất là thích luôn. Sầu riêng nè anh chị. Đó, Thiện xin nhắc lại nha, chỉ có 500 triệu một công thôi.
và chủ bán ít nhất là từ 2 công trở lên nha, 2 công, 3 công hoặc là 5 công. Rất là mê luôn ấy à. Đó. Và đường của mình là đường ô tô hiện hữu rồi. Và đất mình thì cặp với lại một cái con kênh thì cũng khá là thoáng mát luôn. Thì anh chị chỉ cầm 1 tỷ trên tay thôi là mình có thể là công chứng liền được cái mảnh vườn này rồi nha anh chị. Ô tô tới nơi luôn và cũng khá là mát mẻ luôn á. Đó anh chị xem cây nào cũng có trái hết, thích ghê luôn á. Đó thì bây giờ là Thiện đi ra bên ngoài, Thiện quay cái nhà chòi cho anh chị xem nắm rõ nha. Đây em ra bên ngoài quay cho anh chị xem nè. Đó ra bên ngoài này là mình ra cái nhà chòi của mình ha. Thì trên đất của mình chủ có chia sẻ với em đó là tầm được 90 gốc sầu riêng chủ mới chêm vào ha. Và mình còn có thêm là tầm khoảng 200 gốc mít nữa, hơn 200 gốc mít. Thì rất là mê luôn. Vì cây nào anh chị xem nãy giờ Thiện quay là cây nào cũng cho trái hết trơn như thế này rồi. Và mình có chêm thêm ở gần mấy cây mít là mấy cây ổi nữa. Và ổi cũng cho trái như thế này rồi anh chị ơi. Anh chị xem nè, rất là thích luôn ấy à. Đó, mình có sẵn một cái nhà chòi như thế này luôn ha. Nè. Đó, thì ở đây anh chị có sẽ tu sửa lại cái nhà chòi này hoặc là mình tận dụng luôn cái nhà chòi này để mình đựng những vật dụng trong mình làm vườn á anh chị, mình nghỉ dưỡng ha. Hay mình có một cái nơi để che mưa che nắng, mưa về thì mình cũng không bị lo nữa. Nói chung là rất là thích luôn anh chị ơi. Dạ. À có một cái hay nữa anh chị nè, đó anh chị thấy dấu baguette vào không? Đó xe người ta vô đây người ta cái ruộng rất là thoải mái luôn ha. Đường mình rộng thênh thang 4 mét luôn mà. Đi nè, kế bên mình á là một miếng ruộng. Thì bây giờ là mùa mưa, mùa nước nổi anh chị. Anh chị nhìn giống như là mình có một cái con sông mini kế bên gì đó. Rất là thích luôn. Đó. Thì về đây anh chị kìa, mình có thể là tâm sự với những người bạn hàng xóm láng giềng của mình. Mình tìm hiểu thêm về cái khu vực nông nghiệp ở khúc này ha. Rất là đẹp, rất là mê luôn. Đó, thì mình có thể là chèo xuồng, mình thả lưới nè. Cái này gọi miền Tây gọi là mùa nước nổi anh chị. Rất là thích luôn á anh chị ơi. Ừ. Còn khi mà mưa anh chị kìa, anh chị đừng có quan tâm lắm thì cái việc là nó có bị ngập vườn của mình không ha. Vì vườn của mình thì khá là lên lít, cũng khá là cao so với lại cái mặt ruộng này rồi nè. Nên mình không cần phải lo lắng quá ha. Vô trong đây vẫn còn nhà nè anh chị. Thì cái miếng vườn của mình nó được một cái đường công cộng ở phía trước ha. Và cái đường kế bên này thì giống như là đường dân sinh. Giữa mấy hộ bên trong thì vẫn có nhà bên trong này luôn. Thì dân sống khá là đông như thế này thì mình cũng rất yên tâm ha. Ôi, kế bên này có trồng mai nữa nè. Thì không biết mấy cây mai này có để cho mình không nữa. Có thể là chủ trồng ké ở đây. Cái này thì anh chị cô chú Thiện Chí quan tâm á thì Thiện hỗ trợ trực tiếp, mình thương lượng với chính chủ ha. Đó. Trụ điện cắm là điện nước wifi là đây kia là có đầy đủ luôn, sẵn có cho mình rồi. Rất là thích luôn á anh chị. Nên anh chị xem này, dân cư đông đúc ha. Đó con đường này là mình làm thông sẵn rồi nè anh chị. Con đường này Thiện thấy là dân đi rất là nhiều luôn. Anh chị công nhân rồi chở vật liệu rồi chở trái cây về đường này rất là nhiều luôn á anh chị. Đưa trước con cái về đường này cũng đông nữa. Vì ở đây cũng gần chợ mà, trường học nè. Đó anh chị xem ha. Dạ đất mình nó thì rất là rẻ, anh chị cũng thấy rồi. Cái thời điểm này mà 500 triệu một công mặt đất vườn đường ô tô thế này nữa. Nhưng mình có một cái ưu điểm nhỏ nha anh chị, là ở cái miếng đất mà 2 công á thì đối diện mình đó là mình có một cái nhà mồ. Thì nhà mồ này Thiện thấy là cũng khá là đẹp luôn, của ông bà anh chị ha. Đó, tuy nhiên thì họ cũng cách mình đến một con kinh cũng khá là rộng luôn và cách một con đường lớn như thế này luôn. Đó thì đây là một cái phong tục tập quán của người miền Tây. Thì anh chị nào về miền Tây thì chắc chắn là sẽ hiểu rồi. Nên là anh chị mình Thiện Chí quan tâm á thì mình cứ đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với Thiện. Đó mình thương lượng được giá mình mua nha anh chị. Còn ví dụ như mình hơi ngại, mình ở xa xứ qua mình hơi ngại vấn đề mà kiểu ông bà á, thì anh chị cũng đừng quá lo lắng ha. Mình có thể là trồng một cái cây cao hoặc là mình xây bờ rào cao lên. Đó rồi thi thoảng mình về mình thắp hương, mình xin phép ông bà để mình hiểu được cái phong tục tập quán, mình tôn trọng được họ thì họ cũng rất là thương mình luôn nha anh chị. Dạ. Thì đó là toàn bộ thông tin về mảnh vườn 500 triệu một công của mình tại xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. À dạ, với thêm một điều nữa anh chị ơi, cái miếng vườn của mình á hiện tại mục đích sử dụng đang là đất trồng cây lúa nước nha anh chị. Đất trồng cây lúa nước ha. Cái này á thì anh chị ở trong tỉnh Tiền Giang thì không cần phải lo lắng quá về cái điều đó. Nhưng mà anh chị trong ngoài tỉnh Tiền Giang thì nếu như mình không đứng tên đất lúa thì Thiện sẽ nhờ dịch vụ hỗ trợ cho mình.
hoặc là khu vực này thì Thiện cũng đã hỏi với gia chủ rồi, thì gia chủ nói là hỏi một số anh địa chính xã thì họ bảo lên được, nhưng mà để xem thử là kế hoạch chỉ tiêu năm nay mình có lên được không. Thì dù sao đi chăng nữa Thiện cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho mình để mình mau chóng sở hữu đứng tên được cái mảnh vườn này. À, thì cũng rất là rẻ luôn, chỉ có 500 triệu một công thôi anh chị ơi. Xung quanh đây thì dân sống khá là đông rồi, điện đài đầy đủ hết trơn luôn nha anh chị. Đường thì ô tô đến nơi luôn, anh chị đặt cọc là chủ sẽ làm sẵn cho mình một con đường bê tông rộng 4 mét luôn. Ô tô vi vu cặp đến đất thì rất là đẹp luôn á anh chị ơi. Dạ, thì đó là toàn bộ thông tin về mảnh vườn của mình ha. Anh chị quan tâm nhất mới lên liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Bảo Thiện và anh Đình Khang sẽ tư vấn hỗ trợ chi tiết cho mình. Đến đây xem vườn, chốt cọc nha anh chị. Dạ, kính chúc anh chị cô chú ngày càng dồi dào sức khỏe, thành đạt hơn trong cuộc sống nha. Đừng quên đăng ký kênh để có thể gặp lại nhà đất Trình Ngô ở những video tiếp theo. Bất động sản đẹp, giá rẻ, giá ngộp nha. Dạ, kính chào cô chú anh chị nha.